Kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tham vấn chuyên gia do Trung tâm tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Thưa quý vị, chắc chắn là vào thời điểm này thì các bạn học sinh lớp 12 trung học phổ thông cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là hoàn tất hồ sơ cho việc xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Theo khảo sát chung tại các trường trung học phổ thông cũng như là tâm lý chung của các bạn học sinh thì tất cả các bạn cũng đang rất cố gắng để làm sao có thể có được một kết quả tốt nhất ở nguyện vọng 1. Và điều mà các bạn mong muốn cũng là một phần trong nội dung chủ đề trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, đó là chọn lựa phương thức tuyển sinh phù hợp. Và với chủ đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu Thạc sĩ Tô Hoài Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên. Cảm ơn hai vị khách đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được dành câu hỏi cho ông Trần Anh Tuấn. Thưa ông, có thể nói là vào thời điểm này, trong lúc mà các bạn thí sinh đang chuẩn bị để bước vào một kỳ thi quan trọng cũng như là xét tuyển vào đại học cao đẳng, là một người có thể nói là đã tham gia rất là nhiều buổi tư vấn cho các bạn học sinh từ nhiều năm trước đây nữa, thì không biết là ông nhận thấy là cái tâm lý chung của các bạn học sinh ở thời điểm này như thế nào? Trước tiên là chúng ta cũng đều thấy rõ là theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì chỉ còn khoảng 6-7 ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái kỳ thi đăng ký thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Và tôi lại với một cái tư cách người làm nhân lực cũng đã cùng với là các ngành giáo dục đào tạo, các cơ quan truyền thông tham gia cái tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh trường phổ thông. Tôi cũng trực tiếp và trao đổi nhiều với em. Phải nói mình phải thấy rằng là từ vào cái thời điểm cuối năm 2014 khi mà nhà nước cải cách về vấn đề giáo dục, chỉ còn một kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thật sự thời điểm đó các em rất lo âu, kể cả phụ huynh và kể cả nhà trường. Nhưng sau đó thì với các cái phương tiện truyền thông và với sự cố gắng của ngành giáo dục đào tạo, đặc biệt là tại các trường phổ thông, các thầy cô đã từng bước định hướng rõ cho các em. Rồi các văn bản hướng dẫn của ngành giáo dục đào tạo về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng được ban hành, quy định những cái rõ ràng, thì đã tạo ra một cái sự là tôi cho rằng là yên tâm. Trong 3 tuần gần đây tôi đi thì tôi thấy học sinh phải nói thực sự là rõ ràng hơn, đặc biệt là các học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy rõ là về tâm lý chung của em học sinh, tôi chỉ nhìn dưới khía cạnh của một cái người mà gọi là phụ huynh, người lớn tuổi. Tôi nhận thấy thứ nhất á, nó cũng vẫn có xuất hiện của năm nay. Thứ nhất là có một cái khoảng cỡ 40% em học sinh rất lạc quan. Rất lạc quan, có thể là do các cái cơ quan, do các cái truyền thông tư vấn như thế nào. Các em cho rằng năm nay là thi đại học rất đậu đại học rất dễ dàng. Rất dễ dàng bởi vì với bốn cái phiếu được xét tuyển với 16 cái nguyện vọng thì các em cứ nghĩ rằng sẽ là 16 nơi để các em chọn 16 trường. Thật ra thì cái đó nó có một cái quy định rõ, phải không? Mỗi cái phiếu sẽ xét trong một trường 4 nguyện vọng. Nhưng đây là đa số là những em học sinh khá giỏi. Một bộ phận thứ hai thì các em lại lo âu là các em vẫn tự tin là em thi đậu phổ thông. Nhưng mà các em không biết rồi sẽ chọn trường ra sao. Sợ mình không đủ vào những trường công lập, những trường hot. Các em vẫn quan điểm là những trường hot là những trường công lập. Còn những trường dân lập thì các em cho rằng là do học phí cao. Hoặc là vào những ngành nghề không phù hợp. Rồi một bộ phận các em lại lo xa hơn nữa. Là chọn nghề không biết chọn sao. Chọn sợ chọn trặc, không có công ăn việc làm. Dạ vâng. Rồi một bộ phận cũng khoảng 20% thì lại lo lắng năm nay là không biết đề thi như thế nào, dễ hay khó. Các em cứ hay hỏi là đề thi kiểu nào, đề thi ra làm sao. Các thầy phải trả lời là nếu biết trước thì đâu còn là thi. Rồi các em lại lo ngại năm nay là cái anh văn có chương trình tự luận. Trong cái thực tế cái anh văn cũng chỉ cái phần tự luận cũng chỉ chiếm tỷ trọng 20% và cũng phù hợp với các chương trình học. Tôi cho rằng những điều lo lắng đó là điều hoàn toàn phù hợp. Và bên cạnh đó thì phụ huynh thì đa phần thì cứ ngại, cứ lo là con em mình không biết có vào đại học được hay không. Đúng là chúng ta vẫn, mặc dù chúng ta cố gắng tích cực để chúng ta thông tin về thị trường lao động, chúng ta hướng nghiệp, nhưng cái xu hướng của phụ huynh và học sinh thì vẫn mong muốn được con em mình vào đại học. Tôi cho cái nguyện vọng nó cũng là cái chính đáng. Nó chính đáng. Với nhiều sự lo lắng như vậy, thì tất nhiên sự lo lắng này tôi cho là khách quan. Thì đến 30/4 này chúng ta cũng mới chấm dứt cái đăng ký thi tuyển. Và đặc biệt năm nay với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nó sẽ có một cái độc đáo so với nhiều năm. Là giờ này các em chỉ mới đăng ký thi phổ thông và lựa chọn cho mình có xét tuyển đại học hay không. Còn là vấn đề lựa trường học, lựa ngành học, chúng ta còn tới gần 3 tháng nữa. Chứ là thời điểm tháng 7 các em mới thi Trung học phổ thông quốc gia. Và lúc này các em sẽ thi xong, với kết quả của mình các em sẽ biết có sự lựa chọn.
Cho nên tôi nghĩ rằng mọi sự lo âu đó các em nên giải 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 tạm thời, chúng ta tạm tạm ngừng cái sự lo âu đó để chúng ta tập trung từ đây đến đó thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thật tốt. Sau đó chúng ta sẽ có những cái điều kiện để chúng ta tính toán lựa chọn ngành học, trường học. Dạ, có thể nói là khi nghe những điều ông Trần Anh Tuấn trao đổi thì tôi thấy là rõ ràng là các vị chuyên gia không chỉ ở góc độ là chuyên gia mà giống như là một phụ huynh để có thể đồng cảm với rất rất là nhiều những trường hợp, những tâm lý khác nhau của các em khi một mùa thi nữa lại đến. Tuy nhiên một cái điều mà chúng tôi cũng nghĩ là các em học sinh cũng có thể lạc quan, đó là hiện nay những cơ hội học tập của các em đang mở ra rất là nhiều. Mà cụ thể như chúng tôi biết đây, đó là hiện nay chúng ta cũng có một trong những hình thức, đó là hình thức tuyển sinh riêng mà cũng được nhà trường áp dụng, nhiều trường trên địa bàn thành phố áp dụng nữa. Tuy nhiên thực tế thì cũng có không ít phụ huynh cũng như là các em học sinh họ cũng chưa có nắm rõ về cái điều này. Và nhân đây thì chúng tôi xin được mời Thạc sĩ Tô Hoài Thắng có thể trao đổi thêm để cho quý phụ huynh cũng như là các em học sinh được rõ không ạ? Kính chào quý vị phụ huynh đang xem đài cũng như là chào Phú Lộc. Để nói rõ hơn về cái phương thức xét tuyển riêng của các trường đại học hiện nay thì năm nay có một cái điều mới giống như hồi nãy anh Trần Tấn vừa nói, là ngoài kỳ thi xét tuyển trung học phổ thông quốc gia theo cái kết quả chung thì có rất nhiều trường đại học có những cái đề án xét tuyển riêng. Và cái đề án xét tuyển riêng này thì đặc biệt các em phải coi theo quy chế của các trường trên cái đề án đó. Đơn cử như trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm nay thì trong cái đề án xét tuyển riêng, nếu như các em có thực hiện sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em chỉ cần mang học bạ của 3 năm lớp 10, 11 và 12 cộng lại chia trung bình từ 6,0 trở lên là các em có thể xét các ngành học đại học, và từ 5,5 tới 5,9 thì các em có thể xét học cao đẳng. Đó là một trong những cái cơ hội mở dành cho các em để đi vào các trường đại học cao đẳng trong mùa thi năm nay. Tức là dựa vào học bạ kết quả của các năm học trước. Đúng rồi, dạ. 3 năm lớp 10, 11 và 12 cộng lại chia trung bình đạt từ 6 trở lên, dạ, là chúng ta có thể sẽ tham gia xét các ngành học đại học. Dạ. Vừa rồi thì tôi có chú ý đến một điều mà ông Trần Anh Tuấn có trao đổi là năm nay thì dường như là các em đang có nhiều cơ hội, cho nên cũng có không ít em ngộ nhận về cái việc đó là ô, cơ hội nhiều quá, mình không cần phải lo lắng gì nhiều nữa. Như vậy thì về ở góc độ ông Tô Hoài Thắng, ông nghĩ như thế nào? Có nghĩa là các em nên chọn những cái phương thức tuyển sinh nào cho phù hợp với mình không ạ? Đúng như Lộc vừa nói và cũng như anh Tuấn vừa nói thì chúng tôi trong cái lúc chúng tôi làm tư vấn, chúng tôi cũng rất quan tâm cái chuyện này. Và đặc biệt là vì có rất nhiều cơ hội và các em nó sẽ dễ sa đà và dễ quên đi rằng là chúng ta phải định vị chúng ta là ai, chúng ta ở đâu. Nếu như chúng ta không có một cái phương thức phù hợp để làm sao ngay từ giai đoạn một là chúng ta phải trúng tuyển thì chúng ta dễ bị một cái hiện tượng là nước chảy về vùng trũng. Tôi lấy ví dụ, hàng năm là các em đăng ký rồi, sau đó đi thi, rồi có kết quả mới xét. Còn năm nay là có kết quả rồi, rồi mới bắt đầu là căn cứ trên kết quả đó để xét. Thì lúc này sẽ sinh ra một cái biến thứ nhất, đó là gì? Tất cả những người mà người ta sẽ nhìn vào cái kết quả thi của người ta đã biết mình ở đâu rồi, người ta đóng hồ sơ vô, nộp hồ sơ về cái trường mình xét tuyển. Và đặc biệt là trong quy chế năm nay thì trong vòng 20 ngày, thì các em còn có điều kiện rút hồ sơ ra. Chính vì rút hồ sơ ra như vậy, nó lại sinh ra một cái hiện tượng nữa là có thể mình nộp hồ sơ ban đầu mình cảm thấy mình vừa điểm, nhưng mà khi nộp vào xong rồi thì bắt phải theo dõi ở trên cái hệ thống trang web của các trường đại học để coi cái điểm của mình ở thời điểm này nó đang nằm ở vị trí thứ mấy, có còn phù hợp hay không. Và tới ngày thứ 15, theo quy chế là tới ngày thứ 15 là các trường sẽ gần như là hệ thống không còn cho rút ra rút vào nữa. Dạ. Thì lúc này các em phải hết sức chú ý trên website của các trường đại học năm nay. Có nghĩa là cái cơ hội mà các bạn thí sinh có được là nó còn tùy thuộc vào số lượng mà tuyển sinh của từng trường và từng ngành đó, phải không? Đúng rồi. Dạ. Vì năm nay á, khác với mọi năm là khi mà các em nộp hồ sơ xét tuyển vô thì trong đó khi người ta sẽ công bố, ví dụ như ở một cái ngành học, người ta sẽ công bố là cái ngành này có 100 chỉ tiêu, lấy điểm từ bao nhiêu đó, thì lúc này tất cả các em sẽ nộp hồ sơ dồn về đó. Và khi nộp hồ sơ càng dồn về nhiều như vậy thì lúc này cái cơ hội mà dành cho những cái em mà có cái kết quả học nó không được cao lắm hoặc là chỉ vừa vô thôi thì nó sẽ mong manh đi. Thưa ông Trần Anh Tuấn, tôi đang băn khoăn là liệu có một cái sự khác biệt gì giữa cái phương thức xét tuyển chung và phương thức xét tuyển riêng ạ? Trước tiên chúng ta cũng phải thấy rằng là cái quy định về thi cử của
xét tuyển của Bộ Dục Đào tạo đã quy định kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay thì cái xét tuyển chung vẫn là cái cơ bản. Xét chung cái cơ bản. Cho nên đối với các em học sinh thì hãy xác định mình hãy tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thật tốt để mình tham gia vào cái kỳ xét tuyển chung. Bên cạnh đó thì Bộ cũng tạo điều kiện cho những trường có những cái đặc thù và có những cái điều kiện thuận lợi như trường nào Tất Thành có một cái chỉ tiêu xét tuyển riêng. Tuy nhiên theo tôi được biết cái các trường có chỉ tiêu xét tuyển riêng cũng chỉ chiếm một tỷ lệ khoảng 20% trong tổng số trường. Và cái chỉ tiêu xét tuyển riêng nó cũng chỉ khoảng 20% trong tổng chỉ tiêu của một trường. Cái thuận lợi của cái chỉ tiêu xét tuyển chung là dành cho những học sinh có đủ điều kiện, đủ điểm lựa chọn những ngành học cấp bậc học của mình một cách phù hợp. Cái thuận lợi của cái xét tuyển riêng là thứ là trường có thể lựa chọn những em học sinh có thể trong một cái quá trình mà chúng ta từng hay nói là rủi ro xui xẻo rồi đó, các em đó làm bài không đạt được kết quả tốt mà lại có một quá trình học tập thật tốt, và đối với những em học sinh đó họ sẽ có những cơ hội để họ bước vào cái ngôi trường đại học cao đẳng mà họ mong muốn với những ngành học mà thay vì họ thi tuyển chung không đạt. Thì mỗi cái đều có một cái ưu điểm riêng. Tuy nhiên chúng ta cũng như tôi thống nhất với ý kiến của thầy Tô Hoài Thắng, chúng ta không nên ảo tưởng, bởi vì mỗi cái có thuận lợi nhưng cũng có một cái đặc điểm đó. Thí dụ trong xét tuyển chung thì cũng có những cái ngành nghề mà cùng một ngành nghề đó nhiều người đạt điểm, nhưng cái người đạt điểm cao họ sẽ đạt cái chỉ tiêu mà được. Hay là trong cái bình quân 6 điểm vào đại học thì rất nhiều học sinh đạt bình quân 6 điểm chứ không phải tất cả ai đạt 6 điểm vào đại học. Tôi rất nhiều lần tôi cũng phải nói thật sự tôi cũng hơi bất bình khi nhiều trường đại học mà có chưa xét tuyển riêng trong quá trình hướng nghiệp cũng không rõ. Chứ báo với em rằng đủ 6 điểm thì em sẽ vào trường tôi. Tôi cho rằng cái đó là tạo cho học sinh rất là mơ hồ. Không? Và cái mà điều tôi muốn nói một khía cạnh mà tôi là mỗi người làm nhân lực. Tôi cho rằng là học 12 năm thì phụ huynh và học sinh đều mong muốn bước vào đại học. Và đại học thì đúng là một cái mục đích rất tốt, một sự phát triển nguồn nhân lực ở cấp cao. Tuy nhiên nguồn nhân lực sắp tới như tôi đã nói để đạt được trong cái giá trị thị trường động thì bằng cấp phải đi liền với giá trị hành nghề. Cho nên vì vậy không phải học đại học sẽ thành công. Và không phải đậu đại học thì cũng sẽ đạt được những kết quả tốt. Vì bên cạnh đó chúng ta còn hệ thống cao đẳng, hệ thống trung cấp, hệ thống nghề cũng vận hành. Và năm nay thì lại là một năm lại cũng đặc biệt nữa là tôi được biết là Bộ Dục cũng đang lấy ý kiến dự thảo để sửa đổi lại cái chế độ liên thông. Trung cấp cao đẳng lên đại học để tạo điều kiện cho mọi thanh niên bước vào các cấp bậc trung, cao đẳng thì có thể tham gia vào liên thông nếu đủ điều kiện để mà chúng ta phát triển. Chính như những điều đó, tôi nghĩ rằng là mọi người học sinh chúng ta hãy hết sức bình tĩnh, phụ huynh hết sức bình tĩnh để lựa chọn cho mình cái sự phù hợp nghề, cái ngành nghề phù hợp, đúng đam mê, đúng sở trường. Cái điều đó mới là quan trọng nhất đối với một người mà chúng tôi làm nhân lực và chúng tôi dự báo rằng trong tương lai như thế. Thưa ông, từ trao đổi của ông thì chúng tôi hiểu là phương thức cái xét tuyển riêng đó là một cái hình thức mà có thể xem như là một cái cơ hội thứ hai nếu như các bạn học sinh không đạt được cái cơ hội từ cái việc xét tuyển chung, có đúng không ạ? Như vậy thì nhân đây tiếp theo chúng tôi xin được dành câu hỏi cho ông Tô Hoài Thắng là đối với những bạn thí sinh mà có kết quả học tập chưa có cao thì chúng ta nên chọn một cái phương pháp nào cho an toàn hơn hay không? Theo quan điểm cá nhân của tôi thì nếu như những bạn mà có cái kết quả học tập mà chưa có được cao lắm mà chỉ đang ở mức độ từ khá hoặc là trung bình khá trở lên thì các bạn nên có một cái bước đi ngay từ ban đầu cho mình để chọn làm sao cho cái phương thức xét tuyển của mình nó phù hợp. Ví dụ như tôi nói phương thức xét tuyển riêng là một trong những cơ hội, là một trong những cái cánh cửa mở để cho các bạn chọn vào. Và đúng như anh Tuấn nói, không phải là ai 6 điểm là đạt. Cho nên vì vậy ngay từ đợt 1 khi mà đã có kết quả rồi là các bạn phải tranh thủ định vị mình luôn để thực hiện cái phương thức xét tuyển riêng, giống để làm sao mà mình có được cái vị trí ổn định trước. Vì nếu như các bạn còn mơ hồ mang đi xét tuyển tham gia chung rồi đợi khi không còn đi đâu được nữa thì mới tham gia xét tuyển riêng thì lúc này là cái cánh cửa nó hẹp lại rồi. Và ông có thể cho chúng tôi một ví dụ cụ thể được không ạ? Để cho các bạn học sinh họ dễ hình dung hơn ạ. Tôi lấy ví dụ từ vì theo như cái kết quả năm nay mà các em muốn xét được đạt tốt nghiệp thì phải dùng tổng điểm của 4 môn thi cộng với điểm ưu tiên chia cho 4 và cộng với kết quả lớp 12 chia cho 2 lớn hơn 5 điểm thì các em mới có thể đậu tốt nghiệp. Như vậy, nếu như xét theo phương thức chung, các em dùng tổ hợp môn
dùng tổ hợp môn là tối thiểu 3 môn phải đạt tương đối từ 15 điểm. Mà nếu như ra một cái kết quả của chúng ta chưa đạt được cái đó thì chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta phải hết sức bình tĩnh là chọn cho mình cái phương thức xét tuyển riêng hay là phương thức xét tuyển chung. Dạ, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là ông có những cái điều gì cần lưu ý về phía các trường đại học cao đẳng trong việc xét tuyển để cho các bạn học sinh cũng như là gia đình của các bạn ấy có một cái sự cân nhắc khi lựa chọn các trường không ạ? Thật ra thì đối với cái kết quả dự đoán cho cái năm nay thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này, đó là chính bản thân các em là người phải biết mình là ai trước cái đã. Mình đạt được cái kết quả học tập chính không ai biết rõ hơn chính các em. Và cái điều thứ hai các em phải quan tâm đó là các em phải thường xuyên cập nhật thông tin từ hệ thống website các trường mà mình đã chọn. Để làm gì? Để thứ nhất là mình coi năm nay trường sẽ xét tuyển như thế nào. Xét tuyển chung bao nhiêu điểm, xét tuyển riêng bao nhiêu chỉ tiêu. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là tìm ra được những cái ngành mới phù hợp với mình. Ví dụ như tại các trường đại học thì trong giai đoạn này đều có những cái chuẩn bị cho cái ngành mới. Riêng Đại học Nguyễn Tất Thành thì năm nay cũng có những cái ngành mới. Dự đoán là chúng tôi cũng sẽ có những cái ngành mới như là luật kinh tế hay là kiến trúc sẽ được tuyển sinh trong năm học này. Nếu như tại thời điểm tháng 7, tháng 8 mà đã có được cái kết quả xét tuyển mới thì như vậy là về chung thì mọi người chưa biết. Nếu như chúng ta cập nhật tốt thì chúng ta có thể chọn cái ngành cho mình vừa đúng phù hợp với bản thân, vừa đúng với cái năng lực của mình. Như là một ý mà chúng tôi đã nhắc đến ngay từ đầu chương trình, đó là hầu như bất kỳ các bạn học sinh nào và thậm chí là các bậc phụ huynh nữa cũng đều mong muốn là con em mình đạt được kết quả tốt ngay từ nguyện vọng 1. Là một chuyên gia cũng thường hay tư vấn cho các bạn học sinh ở những cái buổi tư vấn tại các trường, thì không biết là ông Trần Anh Tuấn nghĩ gì về điều này và các chuyên gia họ thường chia sẻ ra sao đối với các bạn học sinh? Trước tiên tôi muốn nói về năm 2015, nó có khác so với các năm trước. Vì vậy cho nên phụ huynh hãy hướng dẫn học sinh theo một cái điều kiện thi của năm 2015. Vì năm nay chúng ta chỉ có một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, và cộng thêm năm nay chúng ta khá rõ nét là có xét tuyển chung và có xét tuyển riêng của từng trường. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng nếu như tôi cắt người phụ huynh, chúng ta hãy định hướng cho học sinh, và đối với học sinh chúng ta hãy bình tĩnh. Chúng ta phải cắt ra làm hai giai đoạn như tôi nói nãy. Thứ nhất là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và đúng như tôi đồng ý theo ý kiến của thầy Tô Hoài Thắng, cái quá trình học tập của 12 năm đủ để chúng ta định hình ra cái năng lực của chúng ta tham gia vào kỳ thi học phổ thông quốc gia và vào đại học cao đẳng như thế nào nếu chúng ta bình tĩnh, đúng không? Và hãy tập trung thi cho thật tốt kỳ thi học phổ thông quốc gia với một trạng thái thi đại học, trạng thái hai thi đại học. Tôi biết nhiều em hiện nay rất là coi thường, nghĩ rằng là đủ sức để đậu trung học phổ thông. Và các em vẫn có một cái cảm giác là thậm chí tôi đi tỉnh còn nhiều em hỏi tôi là sau đó thì đậu phổ thông xong thi vào trường nào. Tôi cũng hơi ngớ ngẩn, không định hướng được là mình sẽ thi ngành gì. Các em vẫn chưa rõ, em vẫn chưa rõ. Tôi nghĩ rằng còn 2 tháng nữa để chúng ta, để cho các em học sinh nó sẽ tập trung. Vì tháng 7 chúng ta mới thi mà, nó sẽ công tác tuyên truyền chúng ta sẽ mở rộng dần ra để cho các em nó sẽ rõ, nhất là các em ở thi kỳ thi học thông quốc gia. Bởi vì trong bộ các môn thi học thông quốc gia là có môn xét tuyển đại học, có môn xét tuyển đại học gần như nằm trong tổ hợp. Cái thứ hai là chúng ta định vị các tổ môn mà chúng ta sẽ chọn theo ngành học mà trường học chúng ta cần. Và nhiều chuyên gia ngành giáo dục cũng khuyên rằng cũng nên thi tối đa từ 5 đến tối đa 6 môn. Chứ cũng không nên thi hết 8 môn theo như quy định Bộ Giáo dục Tạo, vì có thể chúng ta sẽ lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Và nếu chúng ta đã định vị được cái số ngành thi thì chúng ta tập trung. Vì vậy cho nên tôi cho rằng trước mắt đối với học sinh hiện nay là bình tĩnh để đạt kỳ thi học phổ thông quốc gia thật tốt. Sau tháng 7, lúc này chúng ta có thể suy nghĩ sau tháng 7 chúng ta có cái điểm và có cái công bố các trường và các điểm chuẩn. Lúc này chúng ta sẽ quyết định như thầy Tô Hoài Thắng nói. Khi cái thang điểm, cái điểm chúng ta nó ra đủ, chúng ta sẽ quyết định cái hôm cái ngành chúng ta đang tính, cái trường để chúng ta quyết định đi vào xét tuyển. Và xét tuyển thì chúng ta làm sao chúng ta thắng ngay nguyện vọng 1. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng đầu tiên. Và muốn thắng nguyện vọng 1 thì chúng ta không nên đi vào cái điểm sát. Ví dụ ta đưa trường được chuẩn 16 điểm, ta nộp 16 thì tỷ lệ chúng ta trúng tuyển rất khó. Hoặc là tôi cũng đồng tình như thầy Thắng, nếu chúng ta cảm thấy lúc đó chúng ta không ổn về cái điểm mà kỳ thi học phổ thông quốc gia chúng ta đạt được thì chúng ta xem là học bạ chúng ta để chúng ta đăng ký trước vào các trường. Tôi được biết là các trường mà xét tuyển riêng thì cũng có ưu tiên cho những em định vị trước, định vị trước, dám nộp đơn trước, dám đăng ký vào ngành, và như thế thì cái trạng thái thứ ba là cái trạng thái nó quan trọng hơn. Và tôi cũng rất muốn nói với phụ huynh học sinh, 12 năm đèn sách
tất cả đều mong muốn tốt nhất là đại học. Nhưng thật ra để có nghề nghiệp ổn định, phù hợp với chính mình, học cho đúng năng lực, học cho đúng phát huy sở trường, thành danh, thành tài trong thị trường lao động, điều đó mới là lâu dài. Yeah. Điều đó mới lâu dài, chứ không phải là vào đại học để lâu dài. Tôi biết hiện nay nhiều phụ huynh hiểu chuyện này hết chứ, không phải không hiểu. Tôi là bậc phụ huynh, tôi cũng hiểu mà. Yeah. Nhưng mà do cái tính tự ái, do cái sĩ diện, phải con mình phải đậu đại học, còn có học không được tính sao? Thì cái đó nó cũng làm cho áp lực cho cái học sinh rất rất khổ cái chuyện này. Yeah. Rồi cộng thêm ngành nghề là cứ phải học cái ngành nghề mà hiện nay thu nhập cao, trong khi con mình thì cũng lướng vướng. Ngược lại cũng nhiều học sinh thì cũng mơ hồ về ngành nghề, phụ huynh khuyên rất đúng. Tôi tiếp cận rất nhiều. Còn nhiều lúc tôi thấy học sinh hỏi ba mẹ con muốn này, con muốn này, nhưng tôi biết ngay là học sinh sai. Tôi yeah. chỉ hướng dẫn là các em nên bình tĩnh lại, bởi vì cái cách ánh nhìn của người cha người mẹ hoàn toàn đúng với năng lực của chính bản thân của các em. Yeah. Các em lại suy nghĩ khác, em lại suy nghĩ khác. Thì tôi nghĩ nếu với một cái tinh thần thoải mái, tự tin, nhẹ nhàng, bình tĩnh và thấy rằng năm nay chúng ta có nhiều cơ hội, nhưng cơ hội lớn nhất vẫn là làm sao chúng ta chọn được cái ngành nghề, cấp bậc học phù hợp để như tôi đã nói, thật sự thành tài, thành danh, có giá trị lao động, để chúng ta tham gia lâu dài vào trong thị trường lao động, nhất là thời kỳ hội nhập, chúng ta phát triển, chúng ta thành danh mới là quan trọng. Yeah. Và như với tinh thần như thế, tôi chúc các em học sinh với sự hướng dẫn của phụ huynh và các thầy cô sẽ một bình tĩnh để bước vào một kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Mà tốt nhất của tôi đây là tôi xin nói lại là không phải là đậu đại học là tốt nhất, phải đậu đại học tốt nhất, mà chọn được ngành nghề cấp bậc học phù hợp với mình để làm sao mình học tốt nhất và thành đạt, đó là điều cần thiết nhất. À, thưa ông Tô Hoài Thắng, chắc là ở góc độ của ông cũng sẽ có rất là nhiều ý kiến xoay quanh cái vấn đề này. Ông có thể cho chúng tôi biết thêm được không? Thật ra đúng như tôi rất đồng quan điểm với anh Tuấn về cái chuyện là khi mà các em chọn vô trường nào, ngành học nào thì nó phải thực sự phù hợp. Và khi phù hợp như vậy thì các em mới phát triển được chính trên cái ngành nghề đó. Vì nếu không khéo, khi các em học xong các em ra trường thì không tìm được việc làm, thì lúc đó thì phải chắc lại là trời sinh ta sao còn sinh thất nghiệp. Đúng không ạ? Cho nên đã như vậy thì ngay ở tại thời điểm mà khi các em bắt đầu thi cử thì các em phải giữ cho mình thứ nhất là một cái tinh thần sảng khoái nhất, để làm sao mà khi bước vào phòng thi các em có một cái thái độ yên tâm. Và khi yên tâm như vậy thì các em làm bài tốt, và làm bài tốt cho ra được một cái kết quả tốt, và dẫn đến cái chuyện con đường mà chọn trường, chọn ngành, chọn nghề nó trong tương lai nó sẽ phù hợp với mình hơn. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Cái quan điểm thứ hai, đúng như tôi cũng đồng quan điểm với anh Tuấn, đó là không phải đại học là con đường duy nhất. Tuy nhiên muốn thành tài trong một cái nghề thì vẫn phải có một cái nền tảng kiến thức. Và cái nền tảng kiến thức ở đây các em phải đầu tư về mặt công sức, thời gian vô trong đó, để làm sao khi mà các em ra trường, các em đi làm, các em có đủ một cái cơ sở kiến thức đầy đủ để cho mình không bị lạc lõng trong chính cái ngành nghề mình vừa đang làm. Vì lẽ đó mà trong góc độ cá nhân tôi thì tôi chỉ muốn nói với các em một điều. Từ đây cho tới ngày 1, 2, 3, 4 tháng 7 là thời gian mà các em sẽ phải thi Trung học Phổ thông Quốc gia, là một trong những cái cánh cửa mà thắt lại hay là mở ra, thì do chính tại thời điểm này chúng ta phải chuẩn bị. Yeah. Chuẩn bị và chọn cho mình cái số môn thi phù hợp đúng với cái sức lực của mình và đúng với cái tổ hợp môn mà mình mong muốn xét tuyển. Dạ. Để làm sao an toàn nhất. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn học sinh thân mến, lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp là việc đòi hỏi bản thân các bạn phải tìm hiểu được những thông tin đầy đủ, và bên cạnh đó chính các bạn sẽ là người hiểu được mình sẽ phù hợp với những ngành nghề nào để có được những định hướng đúng cho tương lai của mình. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xin được chúc cho các bạn sẽ thành công trong kỳ thi sắp đến. Mời quý vị cùng tiếp tục đón theo dõi chương trình Tham vấn chuyên gia được phát sóng vào lúc 14 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng chương trình này. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.